Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những kẻ bé mọn. Các con hãy cẩn thận. Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó. Cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần, và 7 lần nó trở lại nói cùng con rằng: tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa Chúa Giêsu rằng: xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta những bài học rất là thiết thực. Bởi vì dường như chúng ta rất dễ lỗi phạm trong đời sống của mình. Bài học đầu tiên mà Chúa mời gọi chúng ta cần phải ý thức, đó là các con đừng bao giờ gây nên sự dốc phạm cho những người khác, gây lên gương mụ gương xấu. Mặc dù tội lỗi là những điều con người rất dễ dốc phạm trong đời sống của mình, nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy ý thức. Bởi vì khi tôi gây ra gương mù gương xấu, không chỉ bản thân của chúng ta phạm tội thôi, mà chúng ta sẽ ảnh hưởng xấu đến những người khác, nhất là những trẻ nhỏ. Về vấn đề này, khi chúng ta nhìn về đời sống trong gia đình, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rất rõ những điều này. Khi mà đôi vợ chồng có 1-2 đứa con được sinh ra, thì những đứa bé khi mà nó tiếp cận đầu tiên trong cuộc sống của nó, tức là những người ở trong gia đình của nó, nó thấy cha nó làm cái gì nó sẽ làm theo, nó thấy mẹ nó làm cái gì nó sẽ bắt chước, nó thấy anh em mình làm gì thì nó sẽ làm như vậy. Cho nên khi mà những người cha người mẹ tạo nên những gương sáng cho con cái, thì chúng ta sẽ giúp cho nó có được một tấm gương sáng ấy mà học đòi bắt chước. Nhưng ngược lại, khi những người cha người mẹ gây ra gương mù gương xấu, thì chắc chắn con cái mình nó sẽ bắt chước, nó bị ảnh hưởng những cái xấu. Cho nên trong tục ngữ có một câu nói, đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chính vì thế chúng ta hãy ý thức những cái hành vi, những cái tội chúng ta đã phải phạm, sẽ phạm, để rồi chúng ta sẽ từ bỏ tránh xa. Nhờ đó mà con cái của chúng ta nó sẽ tốt qua chính những cái điều đạo đức mà chúng ta thực hiện. Cái điều thứ hai Chúa Giêsu đã nói đến, đó là các con hãy tha thứ, cho dầu những người anh em con dấp lỗi phạm đến con 7 lần trong ngày, và 7 lần nó đến nó xin sự tha thứ. Điều thứ nhất Chúa cho chúng ta thấy, gương mù gương xấu là một điều rất là khó tránh khỏi. Và khi mà một ai dấp phải gương mù gương xấu, làm cho những kẻ bé mọn phải phạm tội, thì cột cối đá vào cổ, ném xuống sông cho nó chết còn hơn. Nghĩa là xem ra tội của chúng ta phạm là đáng chết đó. Nhưng mà đứng trước một hành vi tội của những người trong cuộc sống gia đình hay của nhân loại phạm,
thì Chúa lại mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót quảng đại trong đời sống. Nếu chúng ta cố chấp không bao giờ tha thứ những lỗi phạm mà người khác xúc phạm đến mình, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chặn một lối làm cho người khác không còn một con đường để hối cải. Tôi thí dụ một hình ảnh trong gia đình. Nếu người chồng có một lỗi phạm nào đó nặng đối với người vợ, và họ ý thức cái lỗi của mình, họ xin tha thứ, nhưng mà người vợ nhất một mực là không bao giờ tha thứ, nghĩa là không cho anh ta một con đường để hối cải trong đời sống, thì điều đó cũng sẽ gây ra một gia đình bất hạnh phúc. Từ những điều đó có thể đi đến sự chia rẽ và ly tan. Cho nên điều thứ hai Chúa mời gọi chúng ta hãy nỗ lực và hãy thể hiện bằng chính sự tha thứ trong đời sống của mình. Cái điều thứ ba mà Chúa mời gọi chúng ta hãy thực hiện đó là: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải thì các con có thể chuyển núi dời non. Điều này xem ra là một trong những bài học Chúa mời gọi chúng ta để áp dụng cho hai điều trên. Mặc dù tội lỗi con người dễ vấp phạm, mặc dù việc tha thứ cho người khác thì không phải dễ thực hiện trong đời sống của mình, nhưng nếu chúng ta có lòng tin trong đời sống, nghĩa là mỗi ngày tôi thể hiện đức tin và tôi sống đức tin, Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho mọi người chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta sẽ tránh xa được những dịp tội, và đồng thời chúng ta sẽ rất dễ dàng thể hiện lòng quảng đại của mình đối với anh em. Amen.